Vâng, đầu tiên em xin chào tất cả các bác nha. Thì sau đây là những cái sản phẩm về trong cuối tuần ngày hôm nay với những cái model nó rất là hot, và đó là những cặp Boss 301 Series 3 thùng đen với giá cực tốt, đẹp gọi là chấm hết cuộc tình, thiếu mỗi shop thôi để các bác mình sưu tầm. Em về được 4 cặp nha, đẹp không điểm trừ. Và hai cặp loa huyền thoại JBL L100 Canterbury Kenwood Shop cũng là hàng sưu tầm, và ba con đẩy cover, hai con BM950 và một con BM1400. Tại vì ở thị trường Mỹ nên những sản phẩm như là con đẩy cover này là hàng nội và nội địa của Mỹ nha các bác. Nội địa Mỹ các bác, nếu các bác đã xài hàng nội địa thì các bác chất lượng nó rồi. Mới lòng lành, giá bao cực tốt cho các bác luôn nha. Hai con BM950. 950 thì giá nó công suất là 1400W và một con 1400 là 1800W, một con 1400 nha. Ba con này các bác sử dụng điện nội địa 100 đến 120V nha. BM950 giá cực tốt cho các bác luôn. Hàng thì bao đẹp, long lanh, cành đào không một điểm trừ nữa hết nha. Giá là 12 triệu 5, bác coi nhanh te, chỉ có hai con 950 thôi nha. Và một con BM1400 giá vẫn là 15 triệu. Rất là tốt cho các bác và độ đẹp của nó là miễn bàn luôn. Em mời các bác cùng xem luôn phía sau của nó này. Đây, các bác thấy cái trạm loa nó mới keng nha. Hàng nội địa thì cái dây nguồn nó lớn lắm các bác. Đây, mới tinh này nha. Nhìn cái trạm loa này các bác, nó mới. Hai con BM950 nha. 12.500.000 một con 950 nha các bác, và 1400 là 15 triệu nha. Em cho nhỏ nhạc một tí để các bác nghe rõ hơn. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm và video em hàng về. Và đây là 4 cặp Boss 301 Series 3 thùng đen nha, để các bác mình sở hữu. Đẹp không điểm trừ nha các bác, thiếu mỗi thùng xốp thôi, đều đúng cặp trùng series. Đây là một cặp này. Đây là một cặp này. Đây là một cặp này, và đây là một cặp. Đẹp gọi là trên 95-97% luôn nha các bác. Các bác mà tìm ra một vết cắn nhỏ nhất luôn thì em tặng luôn cho các bác một cặp loa luôn. Có nghĩa là nó như cái thùng rồi nha các bác. Đấy. Bén như dầu lam ấy nha các bác. Em về 4 cặp thôi, như cái thùng nha. Gọi là hàng không một điểm trừ đâu luôn nha. Hàng sưu tầm. Thiếu mỗi hộp shop thôi. Giá là 12 triệu một cặp nha các bác. Bác nào chuyển khoản đủ em bớt trực tiếp là 200.000, còn 11 triệu 8 nếu chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền là giá nó là 12 triệu, cọc thì 1 triệu trở lên em ship hàng. Về độ đẹp, độ zin của loa thì các bác không cần bàn luôn. 4 cặp này là chỉ có 301 series 3 thùng đen thì về chứ. Vừa rồi là hết hàng, các bác hết hàng cả tháng luôn. Nè, về được 4 cặp hàng đó em ai về, nói chung là mới trên 97% luôn nha các bác. Có nghĩa là thùng vách nó không một vết cắn dù là nhỏ nhất luôn nha. Nên gọi là không có điểm trừ luôn nha. Các bác nào mà khó tính nhất thì mình chọn trong 4 cặp này, trong đợt này 4 cặp này về nha. Khó tính cỡ nào cũng không có thể nào mà tìm ra điểm trừ của những cặp này luôn nha các bác. Một cặp này, hai cặp này, ba cặp, 4 cặp. Đấy, 4 cặp đều đồng giá là 12 triệu nha các bác. 12 thiếu một shop thôi. Chuyển khoản đủ thì các bác chỉ mua được giá 11.8, bao ship rồi nha các bác. Tiền ship là em bao ship luôn, là khi đó các bác chỉ còn được mua được 11 triệu mấy thôi. Đấy. Với một những cặp loa rất là đẹp, giá tốt, hàng đẹp thì các bác cứ theo dõi kênh của em. Thì không phải liên tục lúc hàng về, chỉ hàng về thì nó lâu lâu nó có thôi các bác. Và bác nào vừa rồi mới hôm qua em kia hỏi đó thì nay đã có hàng cho bác rồi nha. 12 triệu nếu các bác cọc tiền là 1 triệu trở lên, thì chiến khoản đủ thì 11 triệu 8 nha. Như những con đẩy kia cũng vậy, các bác chiến khoản đủ em đều bớt tiền cho các bác. Và đây là hai cặp loa siêu phẩm của JBL, hai cặp thôi nha các bác. Cặp vừa rồi em lên đường rồi, hai cặp. Một cặp canh nâu, một cặp canh đỏ nha. Đều đồng giá là 36.500.000. Bên em không có bán cái kiểu mà màu đỏ đắt hơn màu nâu đâu các bác. Đồng giá bác thích lấy cặp nào cũng được. Tại vì nó về em mua là một giá về. Bởi vì không qua khâu trung gian nên các bác sẽ mua được những giá rất là tốt nha. Đây, một cặp canh đỏ này. Đấy. Hoặc là cả loa JBL canh mút xốp đây các bác. Nó sẽ có 3-4 màu, một màu đen này, màu nâu này, màu cam này, và một màu xanh dương nữa nha các bác. Và em về chỉ có được canh nâu và canh đỏ thôi. Các bác còn thích bách mắt gọi là trưng bày, mà gọi là nó rầm hố, nó sặc sỡ thì các bác lấy màu cam. Đấy. Còn các bác nào trầm tính, các bác thấy không cần phải trưng bày nhiều, trầm tính không nhìn lóa mắt thì các bác lấy canh nâu nha.
Rồi em xin phép các bác là em mở hai cái này ra để các bác cùng xem độ đẹp của loa, tất cả loa bao dinh và đẹp cấu cảnh rồi nha. Bên em làm hàng sưu tầm, hàng trưng bày nên là không có vụ nào mà cắn gì các bác, không có vụ cắn nha, cắn em không có làm nha. Mà giá vẫn là tốt cho các bác nha. Rồi sau đây em cũng mở căn để các bác cùng xem. Các bác nhớ liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại này nha: 0965 77 227 và 0978 338 14. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Các bác có thể kết bạn Zalo qua số dưới này nha. Số trên cũng có Zalo nhưng mà nó đầy rồi, các bác kết bạn không được đâu. Kết bạn qua số này. Vâng, và em mời các bác cùng chiêm ngưỡng cặp phía trên căn nâu, là nó chỉ là bản bát vàng, mic vàng và chép vàng luôn nha. Đấy, cặp là cặp căn nâu này. Còn cặp căng đỏ đây, các bác cùng xem cặp căng đỏ phía dưới trước nha. Đấy, chép lị 25 mũi đỏ danh tiếng này. Đấy, và lò mic nè. Đấy, và cái bát này, tất cả nguyên mộc và đẹp, gọi là chấm mấy cục tình nha. Bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em. Đây là cặp căng màu cam này nha, cặp căng cam này. Cặp căng nâu nó sẽ là bát vàng, mic vàng, chép vàng. Nghĩa bát vàng, em nói thường thường em về những cặp như thế này, em bát vàng, mic vàng, có nghĩa là cái nụ nó màu vàng xám này, và mic này cam cam là vàng luôn, mic vàng, chép vàng luôn, và combo luôn là full vàng. Cặp này là căng nâu là full vàng này, còn đây là màu xanh. Đều đồng giá 36.500.000. Bác nào chuyển khoản đủ bớt 300.000 nha. Chỉ có hai cặp canh mút xốp về trong cuối tuần ngày hôm nay. Bác nào mình nhanh tay muốn sở hữu cặp dưới là mèo cam, cặp trên là mèo canh nâu, bác nào lấy cặp nào thì liên hệ cho em nha. Cái nào ra cái nấy, các bác không có thể đổi cái này qua cái này được đâu nha. Các bác lấy cặp trên bát vàng, mít vàng, chép vàng thì canh mèo nâu, còn các bác lấy phía dưới là canh mèo cam. Em không có bán trộn kiểu như có nhiều bác lấy cái canh cam lên thế này được không, được các bác. Đã video sau lại bán vậy nha. Thích cặp nào là cái đó nó ra cái đó hết, trên video y chang vậy thôi. Rồi, mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Rồi sau đây em xin phép dừng video và hẹn các bác ở video kế tiếp. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã dành chút thời gian xem video của em.